Và xin phép chào em ha, cũng như chào cô nha. Thì hôm qua thì bên em cũng có gặp bé nó đi dọc đường đó, thì đi xin tiền đó. Thì có hỏi thăm về hoàn cảnh của bé thì nói là hiện tại cũng đang khó khăn mà có hai đứa con nhỏ nữa. Thì cuộc sống cũng rất là khó khăn nên hôm nay anh em đi đến đây để tìm hiểu câu chuyện này như thế nào. Và cô có thể là cho biết là cô tên gì, hiện tại ở đây là ở đâu không ạ? Tên Tâm, ở đây ấp 2. Xã gì? Đây xã An Hữu, huyện Cái Bè. Dạ, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dạ, mình có thể là cho khán giả biết đôi chút về con gái của mình, cho khán giả biết được không? Tại vì hôm qua nói là đang gấp mang vậy đó, rồi đi xin tiền về dạy đó, thì cũng anh em cũng như là cộng đồng thấy cũng rất là thương. Nói chung anh em nổi á, em bị nổi. Tại vì lúc mới chưa có bầu, em nói nó không có nghe, đúng không? Nói thôi đi, vậy tỷ như giờ nó ở được có bỏ rồi gì thôi đi, nó nghĩ là đây sau này có bầu người mẹ khổ. Nghe trọ thì mình mướn, nói nó không nghe. Rồi nó tò tí ở giờ có bầu em dặn, em không có ngàn, nó là chuyến này nó đẻ đây không có ngàn tới. Chứ mình tức mà nói chứ đẻ nó bỏ đi hoài, tiền nhà trọ thì hôm tháng 800 ngàn, điện nước á là 1 triệu mấy. Mà giờ tôi chạy 3 ngày tôi chưa có tiền tôi đóng. Đó, mà nói với con hoài thôi đi, nhiều đủ rồi, hai đứa là đủ nuôi rồi. Không, con không ở lỡ. Khi nó ở lỡ nó mang bầu gì nó bỏ em nuôi, nhiều khi em hằng lắm. Không nói. Nói không nghe, con mà đẻ ra rồi nói nó không nghe. Còn gì nữa mà hãy tương lai để lo cho nó. Ở đấy em bắt này bán cái số nó bán ban đêm. Ban đêm thì em giữ thằng này, còn ban ngày nó ngủ với em, nó ở nhà, còn em đi bán cái số. Cuộc sống của bốn bà cháu là hiện tại ở đây thôi. Dạ. Nghe nói là quê mà nó tới Tân Hồng phải không? Hồng Ngự. Hồng Ngự Đồng Tháp. Dạ. Dạ. Rồi con mình sắp sanh gì đó, mình có dự tính, mình có lo cho cháu chuẩn bị gì vậy, đồ đạc gì chưa? Nói chung là chưa có tiền. Chưa tiền luôn? Chưa có tiền nội cho em đóng tiền nhà, tiền nhà này chảy 3 ngày mà chưa có tiền đóng nè. Dạ. Thì công việc hàng ngày của cô bán cái số hai bà cháu thì bán 200 mấy, rồi hỏi mấy anh chị cho ăn uống, rồi tiền tả con nó sữa là không có uống đó, chỉ tiền xà tả với tiền nhà thôi đó. Bán số đâu phải là, nói chung là mình bán là tiền mặt không, người ta cũng có muốn thiếu cho của mình đó, rồi mình lời với tiền số lời đó mình nhập vô cho anh em, nào mình nạp đủ thầu nặng mình mới lấy cái số nó ra mình bán. Đó. Hồi trước là con gái của mình có đi làm công việc gì không hay là chỉ ở nhà vậy thôi? Ở nhà giữ con ta không à, rồi chồng tò tí ở lại có bầu vậy đó. Tôi dặn, tôi nói là chuyến này đẻ là tôi bỏ, tôi không nuôi, cái đó tôi nói thiệt. Tôi nói giờ tôi ôm hai đứa này rồi bán cái số thằng nhỏ, thằng mới có 10 tuổi thôi mà thức phải sáng đêm 4 giờ sáng. Giờ này đi bán là tới chiều lãnh số ra, rồi nó 4 giờ sáng tôi ở nhà tôi với này. Rồi 4 giờ sáng nhỏ đi bán. Đi bán 4 giờ sáng mới về. Một mình đó thôi. Trời ơi. Đó, vậy đó rồi anh em thấy không, rồi tức giận nói không, nói thôi đi nghe mày chăm đẻ lần hai lần là mình sợ rồi. Thôi đi rồi, mày đẻ nữa thì khổ. Không có đâu mẹ, không có đâu, tò tí đó ở bầu bỏ. Nói rồi hỏi gì cái mấy anh tức giận không? Nuôi luôn. Xui. Giờ muốn cho ai đó cho. Chứ giờ bây giờ nếu mà nuôi nó nữa thì thằng này nó cũng mang chớ nghe thôi, nó lành lẽ rồi. Nó mạnh mẽ thằng kia cũng về gụ lời, bắt đầu tôi phải khổ nữa. Rồi chồng sao đây, có đăng ký kết hôn gì không cô hay là sao gì thôi? Trời ơi, là muốn chúng ta không nuôi cháu luôn. Không. Bây giờ ở đây là làm anh về tò tí rồi đó, về cái phòng trọ ở trong này nè. Vừa tôi cũng có mượn mày nuôi chơi con tao đâu. Sao mày ngu dữ à? Là lúc trước là chồng là cũng ở gần đây luôn. À. Ở đây luôn. Rồi em chở cái đó, rồi cái ta bồng chấm đi đó. Giờ ngày nói chung là cỡ khoảng mùng 20 ngày nay là em không cho về nhà luôn. Em quá giận rồi, em thiệt tức. Là không cho đứa con về nhà luôn? Ừ. Vậy cái thằng này đi sáng đêm, thằng này ngủ tôi dí. Giờ 4 giờ tôi thằng này điện cái tôi chạy ra tôi dứt nó về. Giờ 4 giờ là nó về rồi tôi tắm rửa là 5 giờ tôi đi bán, thằng này ngủ tới trưa. Rồi không cho về rồi nó đang bự gì rồi ở đâu? Nếu mà tôi nói nó nghe lời, nó đâu có, tôi đâu có bỏ nó đâu. Dạ. Đúng không? Mà khi có chồng nó gọi tôi nói mà nó còn dẫn chữ tôi mãi nghe lời chồng nó dỗ tôi cũng đẹp à. Lúc mà gặp em Trâm đó. Dạ. Thì những gì em Trâm chia sẻ thì mấy anh em cũng đã ghi nhận được cái câu chuyện của gia đình mình rồi. Thì dạ. Em ở đây là chỉ là mà những người chia sẻ cái hoàn cảnh lên để mà hỗ trợ giúp cho Mai Trâm trong thời điểm mà gần tới lúc sinh nở đó chị. Dạ.
Thì nghe Mai Trâm cũng nói là chị cũng có một lời thề như vậy, thì em ở đây là cũng khuyên chị đi, bây giờ đã chồng nó không ở đây rồi, mà Mai Trâm thì cũng nó gần tới ngày sinh nở rồi, thì chị cũng phải ấy bớt chút đỉnh đi, bớt cái nỗi coi như nghĩ về con đó, nghĩ về con đi, đừng có buồn nữa, bớt cái nỗi buồn đi để mà lo cho cháu Trâm trong thời điểm mà gần sinh nở này chị. Chứ bây giờ chị cũng không có thể nào chị bỏ được đâu, tại vì con cháu mình, máu mủ của mình, giận là giận chị nói vậy thôi, nhưng mà chị cũng giúp cho cháu đi, cũng như là con ruột của mình. Mai Trâm nghe nói những lời của chú chị rất là cảm xúc luôn nè. Cho em đây thấy hoàn cảnh này em cũng rơi nước mắt nữa. Bụng mang và chữa có tới ngày sinh nở mà phải dắt hai đứa con vậy đó, là đi sinh nữa rồi. Thậm chí là cháu lớn đó, khi mà 4 giờ sáng mà đi bán cái số nghe chị nói là tụi em không cầm được nước mắt đâu. Từ 5 giờ chiều, 4 giờ rưỡi chiều bây giờ nó bán cái 4 giờ sáng. Chứ lại... Vậy đó mà mày đâu có biết thương con mày. Mày cứ tạo cho hoài. Ai ở đây đâu phải là làm mội cho mày. Tao đã từng tuổi, tao ngày lớn tuổi, tao đâu phải còn trẻ mà tao phải mằng, tao lo cho con mày hoài. Thôi bây giờ em Trâm có cái lời gì nói với mẹ đi, cho mẹ đừng có giận em nữa. Đó, bây giờ cũng như em cũng ở nhà chú rồi. Em biết là em lo mẹ không có. Đó thì con mình nó nói vậy, chị cũng xí xái đi chị ơi. Em không thương em không nhớ em là thật. Đúng ra câu chuyện này lỗi là do Mai Trâm hết. Mấy người lời mẹ kế hoạch quá gì này nọ, thì tới thời điểm bây giờ đâu có thể mà ôm bụng bầu mà để làm khổ. Ban đầu quá mẹ nói em có bầu mà em nói mẹ là muốn có, là lúc đó chứ em bé còn kệ. Là chồng hiện tại á chị? Bây giờ ở có bầu nè. Cũng em đâu biết nói chờ không, mẹ biết em không biết chưa. Nhưng mà thì mình hạn chế những cái từ đó đi hả chị? Thì chị nói vậy cộng đồng em không hiểu, hiểu rồi. Em không hiểu đó. Em không biết đó. Nói chung ra cái câu chuyện này chị giận Mai Trâm là cũng đúng, tại chị là làm mẹ mà thấy những cái sự việc nó quá bức xúc. Rồi mấy nói với Mai Trâm nhưng mà Mai Trâm không nghe lời thì chị giận, nhưng mà chị cũng giúp giận đi. Nói chung là con mình bây giờ đó, giờ chị tập trung lo đi. Cho chị thấy cái cảnh mà Mai Trâm dắt con đi sinh từ đồng vậy là chị rất là đau lòng, chứ đâu phải làm cha làm mẹ mà, đúng không chị? Dạ. Đó thì chị xí xái đi. Nói chung có anh em đây chia sẻ lên để cộng đồng ông bà cô chú gần xa đó có ai đồng cảm với hoàn cảnh của Mai Trâm để mà hỗ trợ giúp đỡ cho em đó trong lúc sinh nở. Thằng này nó nghỉ hè thì nó xuống đây nó bán với em thôi, tới khi nó đã tù trường là em đưa nó về chển cho nó học rồi. Nó ở nhà anh hai của em là ngoại hai, nó lo cho nó đi học. Còn tiền ở dưới này với tỷ lo, thì em hỏi với tỷ như 5 triệu thì em gấp 250 ngàn, gấp 24 ngày, gấp dứt thì thôi. Đó, thằng cho nó đi học, nó học lên lớp 3 đó. Dạ. Tội hơn bây giờ phải dù giá nào phải cho cháu đi học mà phải hỏi tiền góp đó để mà lo cho cháu mình. Đúng rồi. Cái nhà của em nó đã dốt rồi, em không cho nó dốt nữa. Dạ. Cho nó học được lớp 5, lớp 6 thì lỡ em có chết nó cũng nhận biết chữ. Dạ. Thì thôi, nói chung là cái câu chuyện thì sáng giờ Mai Trâm nó cũng có kể với mấy chú ở đây rồi. Dạ. Thì mấy chú ở đây á thì cũng muốn vào tới nơi ở để gặp chị. Thì nói chung là anh em ở đây cũng rất muốn là khuyên chị để chị thương cho cháu. Chẳng hạn như bây giờ các cháu con nhỏ bây giờ không có bà ngoại thì nó cũng khó lắm chị. Dạ. Bây giờ mà không có ngoại nữa thì đôi khi Mai Trâm nó nghĩ quẩn là cũng nguy hiểm lắm. Cho nên là bây giờ chị cũng vì anh em và các anh chú ở đây ở phim thì chị bỏ qua cho Mai Trâm được không? Nếu mà được thì anh em ở đây sẽ cố gắng cùng với gia đình giúp gì được cho Mai Trâm để sinh nở thì giúp. Xin mời chị. Thôi giờ anh em nói vậy em thì cũng không nói, mà bây giờ nó phải hứa nghe anh em đàng hoàng. Chứ bây giờ nó mang bụng mang về chữa, nó gần xanh, nó bây giờ nó hại tôi, giờ anh em cũng là động viên tôi là để tôi nuôi nó cho nó cứng rắn đúng không? Mà nó phải hứa một câu, nếu tôi vẫn nuôi nó đứa này đứa sạc, nếu mà sau này mà nó ở lại với thằng đó nữa là nó có chịu, chứ em không biết tới là anh em không có động viên em được nữa. Trên trời mà xuống kêu em bây giờ em cũng không tới. Đúng rồi. Thôi giờ anh em nói vậy, bây giờ em cũng xa hỉ cho nó. Yeah. Mà giờ nó đẻ cứng cát rồi là có anh em thẳng luôn, bây giờ nó cũng sanh 4-5 đứa rồi, nó cũng nhận cho rồi, nó cho thằng đó nó đi chơi bời đó. Bây giờ là nó xong xuôi, nó đẻ xong rồi mà có
tao kêu bác sĩ kế hoạch luôn. Đúng rồi chị. Đó, đó còn nếu bằng không thì tao không có đứng vô nhúng tay vào vô những chân này. Rồi thôi mày Dâm, chú nói với mày Dâm như thế này là mẹ con á đã nói những cái lời sự thật ra rồi thì ở đây các chú đã hiểu. Con hiểu không? Nhưng mà bây giờ mẹ đã nói những lời sự thật như vậy là có nghĩa là cho con một cái cơ hội cuối cùng rồi. Thì bây giờ con cảm thấy cái cơ hội mẹ đã cho con rồi đó, con nói lên cho bà con nghe. Dạ, con hứa để em làm thế này, kế hoạch. Con bình tĩnh, con nói chuyện cho rõ tiếng giùm. Con hứa sẽ làm kế hoạch cho mẹ, con không để mẹ buồn nữa. Con hứa lần này là cuối cùng cuộc đời của con. Rồi thôi thì cháu cũng nói như vậy rồi chị bỏ qua cho cháu đi chị ha. Dạ. Rồi anh em hỏi gì thì bây giờ là Mai Trâm con cũng cố gắng đi, nói chung mình đã vấp ngã như vậy rồi thì cái cuộc sống mình bây giờ nó quá khổ. Dạ. Thì những cái gì đã trải qua rồi thì cũng đã cảm nhận được cái sau này, thí dụ mà tại vì con còn quá trẻ đi, mới 23 tuổi mà ba bốn đứa con rồi. Đó sao mình cũng rút kinh nghiệm cuộc sống đi. Năm đứa rồi, đứa này nó năm kia thì ba đứa gì cho đứa nhỏ gái rồi. Trời ơi vậy là nó sao thế nó bỏ đó. Chị nói em mới biết luôn, em chỉ mới có ba đứa. Em nói thật sự em nói. Không, nói chung là chị cũng hiểu là Mai Trâm nó còn nhỏ tuổi nhưng mà đôi khi á nó nghe những cái lời dịu ngọt của những anh thanh niên mà miệng lưỡi quá. Thì bây giờ mình cũng hiểu là Mai Trâm cũng nhỏ tuổi. Cái hiểu biết của Mai Trâm nó cũng hạn chế. Thì chị nói chung là người mẹ mà chị cũng nói là nó rất là sự thật và rõ ràng như vậy, em cũng rất là thích những người như vậy. Không, chị thẳng thắn chị không giấu. Dạ, luôn mà đúng rồi. Thì anh cho em nói câu này, nếu mà nó nghe là em nó đâu để cái này đã lúc mà nó má dấp là nó đẻ ra cái là thằng chồng nó với con nhỏ kia là cũng như chơi chung với nhau đó, là nó theo nhỏ đó luôn rồi. Ừ. Là bỏ nó đẻ một chặng rồi nó, là hai cái này là em đã giữ rồi. Rồi vậy là chồng chơi với bạn rồi lấy với vợ rồi con bạn luôn. Tập trung rồi bỏ, rồi nó gặp con nhỏ này mới đẻ rồi con nhỏ đó nó chọc tức nhỏ này. À. Thấy không? Ừ. Mà nói rồi nghe Mai Trâm, mày hứa với mẹ già, con hứa với mẹ con không bao giờ con bỏ. Mà tao nói bây giờ trước dứt thay vì mày đẻ nhỏ gái này mày cho kế hoạch đi. Già già, giờ cũng để nó như vậy thôi, rồi mẹ anh thấy nó gạt như nhiều.